Ngày xưa thì người đàn ông người ta ưa có nhiều vợ. Người xưa người ta có quan niệm là con cháu nhà đông là có phúc, hiểu không? Thì người cha này cũng lớn tuổi, nhà chắc cũng giàu, có vợ trẻ thương lắm. Thì người cha mới dặn hai thằng con trai rằng: con ơi, khi mà sau này mà cha mất đi, con coi nơi nào mà được đàng hoàng, con gả dì của con chứ. Người ta đấy an bề gia tắc, sống được có một nơi nương tựa bình yên nghe. Cuộc đời của cha rất là thương người vợ trẻ này, nhưng mà cha chết trước, tại vì cha lớn tuổi mà. Sau này khi cha chết đi thì con làm đúng cái di chúc của cha. Như vậy thì cũng là tốt, cái tâm ông tốt đúng không? Nhưng khi ông gần chết, ông lại nghĩ, ông lại nói khác lại nữa. Khi ông gần chết thì ông nói rằng: con ơi, đời của cha thương người vợ trẻ này lắm. Khi mà cha chết đi, con giết người vợ trẻ này chôn cùng với cha. Thì trong hai thằng con trai á, thì cái thằng thứ hai á, thì khi cha nó chết, nó không làm cái di ngôn đó. Nhưng cái thằng con thứ ba thì nó nói rằng: cha đã nói ra vậy sao không làm, đúng như lời di chúc của cha. Thì lúc đó thằng thứ hai nói gì: chúng ta nghe cha là nghe lúc cha còn tỉnh, chứ không phải là nghe lúc cha mê. Nếu như cha mê mà mày nghe theo thì mày cũng là kẻ mê sao? Không phải là hiếu đâu em à. Mình phải nghe cha lúc cha tỉnh. Cha lúc tỉnh táo cha đã di ngôn vậy rồi, nghe cái lúc ban đầu. Nên chúng ta đó là nghe Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ niệm Phật, chúng ta đã tin rồi. Đức Phật chỉ nói đúng một lời thôi, là khuyên niệm Phật thì chỉ có một lời là khuyên niệm Phật thôi, Đức Phật không có nói hai lời. Nên có một đoạn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Còn Đại Thế, Ngài nói rằng dù bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni có thị hiện đến, nói có một cái pháp đặc biệt hơn để trao cho chúng ta, chúng ta cũng đảnh lễ Ngài ba lại và nói rằng: con đã phát nguyện nghe lời Ngài, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc rồi, xin Ngài để cho con tròn tâm nguyện của con. Tu tịnh độ là phải tin đến mức như vậy. Còn cái này quý vị nghe thì nghe gì, gặp ai thì cũng nghe, gặp ai thì cũng dao động tâm, thì khỏi cần nói về lòng tin nữa. Quý vị là người dễ dao động tâm quá, làm sao niệm Phật giảng sanh. Nếu như những đức cũng như vậy thì mười mấy năm nay đi tu cũng là kẻ long nhông. Những đức nói thật chứ huynh đệ những đức cùng một thờ đi, xuất gia chung là hơn 100 người đó quý vị. Hơn 100 người tăng cùng xuất gia bên Nhuận này nè. Và những đức quản chúng là cái thờ đó xuất gia liên liên, mà mỗi lần xuất gia là mấy chục người không đó. Nhưng những đức nói với vị nghe, chỉ lọt ra một cái tên khùng ba trận những đức thôi. Nó thiệt á. Bây giờ quý vị đi coi tất cả những cái nhóm Nhuận mà một thờ những đức gia đình Tắc Quan Âm đi. Nhiều người học rất là giỏi luôn, nhưng mà nói thiệt tình mà nói, những đức tí ít gần thầy chứ, nhưng mà những đức lại làm cái việc của thầy ngày xưa. Làm cái việc của thầy ngày xưa, những đức không có cái tính mà làm việc này được quý vị. Ngộ nghe quý vị. Những đức đi tu, hồi đó những đức đi vô chùa, nhiều chú một thời những đức đều là từng làm thị giả cho thầy chứ, là che dù rồi bưng cơm bưng nước đúng không? Nhưng riêng có mình cái mặt những đức là thầy mới kêu. Chắc cái mặt mình mà che dù chắc người ta sợ thì sao? Không biết thì sao á, những đức chưa từng làm qua cái việc này. Bởi vì kêu những đức làm việc này, những đức làm cũng không có được. Những đức không có làm được cái chuyện che dù và đứng bên hầu. Cái này là những đức nói thiệt, những đức không có làm được đó. Nên những đức đã gieo cái nhân đó thì cũng không có ai làm việc này cho những đức đâu. Tại vì sao? Vì những đức có làm được điều này. Con người những đức có thể ngồi nói chuyện, có thể tiếp xúc với con người, có thể làm việc này việc kia được. Nhưng mà kêu những đức làm những cái việc mà người ta đi đâu người trên, đi đâu mà cầm dù che là những đức không làm được. Không làm được. Việc này không làm được nghe quý vị. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng, tuy mình không có làm những việc gì đó với thầy, nhưng về cái nguyện và cái tâm của thầy mình muốn làm. Thí dụ như ở đây Hòa Thượng xây chùa rất là nhiều, thì chùa xây lên để cho người ta tu, để cho hội chúng ta về người ta tu, thì đây mới là tâm nguyện xây chùa.
Chứ không lẽ quý vị xây ngôi chùa lên, quý vị để ngôi chùa làm chùa ma, hay chùa cho chim chóc, hay là con này con kia ở. Chùa xây lên là để cho con người ta ở, hiểu không quý vị? Thì mới đi xây ngôi chùa, thì mới gọi là của thập phương bá tính, người ta cúng về nó mới kết quả. Còn nếu xây là một ngôi chùa mà chùa vắng tanh như chùa Bà Đanh, quý vị xây làm chi à? Quý vị đã không có duyên rồi, quý vị cắt cái cốc nhỏ bị tu phước cho rồi đi, mỗi ngày còn đỡ làm toi mọi cho cái nhà bự, hiểu không? Những đức nói nhà nhỏ khỏe của nhà nhỏ, nhà to khổ của nhà to. Người tu hành nhẹ thì bay lên, mà nặng thì rớt xuống. Vì nhìn cái nhang bị đốt thì cũng nhìn ra được Phật pháp. Phải khói nhang bay lên không? Còn tàn nhang phải rớt xuống không? Từ nơi đó nếu có được cơ ngơ lớn thì phải có người ta về tu thì mới tạo cơ ngơ lớn. Còn nếu như cơ ngơ lớn mà không ai tu, vậy tạo cơ ngơ lớn làm chi? Đi mất công vòng vòng sợ ma nữa. Một ngôi chùa mà to mà không có ai bị vô vì sợ ma đó, nó ngộ vậy đó. Vì vô chánh điện mà to đùng mà không ai đi, vì vô ớn lạnh đúng không? Nhất là cái nơi thờ linh mà khói nhang nghi ngút, rồi hình ảnh tùm lum, bước vô cái mình nhìn đó, sao lạnh quá trời lạnh, đúng không? Nó còn bị ra phía sau này coi cái nơi này có lạnh đâu, thờ linh phía sau nè. Nhưng mà do ngôi chùa tu nhiều quá nên cuối cùng đây nó cũng ấm áp luôn đó, hiểu không? Khi ta nằm ta ngủ tùm lum có ai sợ gì đâu. Nhưng mà vô một ngôi chùa mà không tu là bị thấy ớn ớn lạnh lạnh. Mà cái ớn ớn lạnh lạnh này là cái cảm giác của âm khí, hiểu chưa? Nên người ta mới nói là âm siêu thì dương lợi. Nên cái nơi chùa chiền xây lớn là để cho người ta tu, đó là duyên nguyện của ông thầy, ông xây chùa để cho người ta tu. Nhưng mà ông này có cái duyên xây chùa mà không có duyên ngủ người ta tu. Thì bây giờ mình là người có duyên thì mình đắp vào cái chỗ trống đó, thì mình làm cái nguyện của thầy, thì tức khắc đây là cái tâm cảm ơn thầy và trả ơn cho thầy. Những đức đi đến tỉnh Thất Quan Âm, những đức thấy thầy dẫn nhà nuôi người già. Những đức bây giờ phải nuôi người già không quý vị? Nói thiệt chứ những đức bây giờ nuôi người già còn nhiều hơn thầy nữa. Đó là lấy nguyện của thầy làm nguyện của mình đó. Còn phải là quý vị thấy thầy dẫn nhà ổng giảng tịnh độ khuyên người niệm Phật đúng không? Thì quý vị coi trong tất cả người đệ tử, tuy nhìn thì những đức ngang ngang vậy đó, nhưng mà những đức lại là người khuyên người ta niệm Phật. Mà quý vị thấy coi đông không? Nhiều người quý vị trở về đây, quý vị nhìn Iran ngày xưa tỉnh Thất Quan Âm vậy đó. Nếu ai đã từng trở về đó, quý vị sẽ biết thờ Hoàng Kim nhất là cái thờ ngày xưa những đức trên đó. Quý vị nhìn bây giờ ở đây y gan hình ảnh của ngày xưa ở trên đó vậy đó, giống hệt luôn, như một căn nhà chung vậy đó. Thì từ nơi đó phải là lấy nguyện của thầy làm nguyện của mình không? Mà trong hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là hạnh nguyện gì? Y giáo tu hành cúng dường. Nếu như tất cả người đệ tử đều nhìn ra được cái việc cúng dường cho thầy mình là báo ơn thầy bằng cách là lợi ích cho chúng sanh, thì Phật pháp này không có si đâu quý vị ạ. Phật pháp này không có si đâu. Nên chúng ta dù là một người đệ tử của thầy, nhưng thầy chúng ta vẫn còn là một phàm tăng, chưa phải là thánh tăng như những đức, thấy không? Dù là hướng dẫn quý vị nhưng vẫn là một phàm tăng. Đã là phàm tăng thì như giống như đi đường vậy đó. Có những lúc thì đường đi bằng, nhưng có những lúc thì đường ổ gà. Đường bằng thì giống như lúc thì phát triển được cái trí giác, lúc thì lại bị mê mờ. Mê mờ gọi là ổ gà đó. Thì chúng ta cũng phải nhìn ra được, dù là đệ tử cũng nhìn đường bằng. Lúc này người này đang phát tâm, còn lúc này là ổ gà. Ổ gà là người này đang bị thối tâm, hiểu chưa? Mình phải nhìn ra như vậy thì con đường học đạo của mình đúng như là Phật dạy nói, là tự các con đốt đuốc mà đi. Đức Phật là bậc đại giác ngộ đã nói ra cái câu tự các con đốt đuốc mà đi. Ta chỉ là người chỉ con đường. Còn con đường này đến hay không là do tự các con đi mà đến. Ta không có một cái khả năng gì mà nói làm cái gì là giúp cho các con tiêu nghiệp hay là làm cho các con tăng nghiệp ấy. Ta chỉ lấy cái pháp mà ta đã từng hành qua, đã có kết quả rồi, nên ta chỉ dẫn cho các con để đi đến chỗ giác ngộ. Còn đạt hay không là do tự của mỗi căn tính tu mà đạt đến cái chỗ giác ngộ của chính bản thân mình. Nhớ. Nên người Phật tử đi tu trong chùa phải có một cái trí tuệ nhìn nhận cho sâu sắc.
Vậy thì mình đi tu học nó hướng đến chánh tín, chứ nếu không là mình hướng đến thật sự mê tín. Thật sự là mê tín quý vị. Quý vị biết rằng riêng bản thân của những đức mà khi mà nói thiệt chứ, mình sống trong cuộc đời này thì phải có tiền mới lo được cho người ta. Nhưng mà nói thiệt chứ, chia sẻ Phật pháp xong mà nói cái chuyện mà ta chạy theo mình mà ta đưa tiền cho mình cầm, những đức nói thấy hơi kỳ kỳ. Cái đó là người ta bất chợt người ta đưa không lấy, những đức không nhận thì nó kỳ quá. Nên những đức thường khuyên ta thôi bỏ thùng tam bảo, cúng vứt rồi đi. Thì thật sự mà nói chùa của mình chỉ cần ba bữa cơm ăn thôi, chỉ cần các cụ cần cái gì thì lo cho các cụ được cái nấy thôi. Giờ có tiền cũng vậy thôi, làm gì. Nhưng mà bỏ thùng tam bảo thì thật sự mà nói những đức có như nhiêu tiền đều đưa hòa thượng xây chùa hết trơn. Tại vì mình ở ngôi tam bảo chính hòa thượng dày công xây dựng. Thì thôi bây giờ cái nguyện của hòa thượng tuổi già, ngày lớn tuổi vậy mà ngày ngồi có công trình hoài, thì thôi mình cũng tròn tâm nguyện cho ngài hết đời đi. Thật sự tròn tâm nguyện hết đời cho ngài đi. Hồi xưa những đức mới xuống đây thì thấy hòa thượng già vậy mà làm gì, thấy cũng tội nghiệp. Mình cũng có mấy lần mình nói hòa thượng ơi, lớn tuổi hòa thượng, cuộc đời vô thường lắm, khi hòa thượng nên dành nhiều thời gian tu đi, chứ thôi để lớp trẻ nó làm chứ. Nhưng đây là chắc cái nguyện hòa thượng rồi, ngài xây suốt luôn rồi, ngài xây dựng đủ cái duyên. Còn mình bây giờ có tiền mình xây cũng được, dính vô là bị người ta đến là hỏi thăm sức khỏe. Còn ngài muốn xây lôi ra xây à, ngộ vậy, muốn xây là xây đó. Thì quý vị biết cái duyên của ngài nó đặc biệt xây dựng. Nói quý vị biết, giống bữa đó hòa thượng ngồi với những đức, hòa thượng nói tôi biết, không biết, tôi còn cái nguyện làm cái cụ phẩm cực lạc. Mà cụ phẩm cực lạc này lên bản vẽ hết trơn, mà tôi xin giấy phép đâu vào đó được hết trơn luôn. Tôi mà có tiền là tôi làm cụ phẩm cực lạc liền. Nó mà cái cụ phẩm cực lạc giống như để lại cho đời, ổng như vậy đó. Có nghĩa là cái tâm nguyện hòa thượng là cái tâm nguyện xây dựng cực kỳ mạnh luôn quý vị đó. Còn cái tâm nguyện những đức là cái thích khuyên người ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì quý vị thấy rõ ràng là những đức không có cầu chùa cao Phật lớn, nghe chưa. Nó thật lòng là những đức không có cầu chỗ này. Nhưng mà bây giờ Phật Bồ Tát cũng biết nuôi con người là phải có chỗ ở, thì lại đem những đức đắp vào hòa thượng. Quý vị mình nhìn ra chỗ này thì thấy sâu sắc lắm. Quý vị mình nhìn chỗ này là quý vị thấy cực kỳ sâu sắc luôn. Quý vị coi nè, nếu như mà đắp những đức vào một người thầy mà trẻ thì chắc chắn những đức với thầy này không có sống chung với nhau được, chắc chắn với quý vị luôn. Cái tâm phàm phu khó lắm quý vị ơi, không ai mà chấp nhận mà một nhà mà hai chủ chùa của họ mà ông hướng dẫn mà nhiều người biết ông, khó sống chung dữ lắm. Nhưng mà đắp vô đúng chỗ thì ghê. Rồi đúng không? Đắp vô ngay một vị hòa thượng lớn tuổi già rồi, thì cái quan niệm mình thường nghĩ lép sao cũng được, ngài sắp về cực lạc rồi, thì mình cứ nghĩ vậy. Còn nếu như bây giờ đắp vô cái ông 50 tuổi, mình 41 tuổi, thì bây giờ ông này 50 tuổi thời gian còn lâu, mà ông này ông 50 tuổi là ông còn danh lợi đó. Thì bây giờ tên này cũng danh lợi, mà hai bên bên nào cũng danh lợi, sao sống chung? Phải không quý vị? Bình tĩnh mà suy nghĩ đi nghe. Bình tĩnh mà suy nghĩ cái nguyện của Phật Bồ Tát đi nghe. Không đơn giản đâu. Chỉ cần quý vị thật sự vì chúng sanh là sẽ đưa đẩy quý vị đi đến một cái nơi mà quý vị phù hợp để làm việc cho chúng sanh. Phật Bồ Tát đều nhìn ra cái duyên và cái nguyện người này hết trơn, nhìn ra hết. Nên sắp làm sao mà cho phù hợp nhất để quý vị tiện bề độ sanh. Thấy rõ chưa? Thì thêm cái nữa quý vị coi nè, phải tin Phật Bồ Tát không? Phải cần tin Phật Bồ Tát không? Quý vị nghĩ đi, hòa thượng lại không có giảng pháp. Hòa thượng không có giảng pháp. Bây giờ quý vị cứ coi hòa thượng mình mà không giảng pháp chắc mình rụng chân quá, bắt mình đứng không à. Hòa thượng giảng theo cái cách mà trường học á, đứng mà để mà viết lên rồi giảng từng câu á, như trường Phật học á, hiểu không? Đứng, mình cũng phải đứng theo, đứng chút chân cẳng rung quá chứ sao nghe. Công nhận quý vị,
Bây giờ như Đức hỏi vị, bây giờ vị đứng mà nghe đứng tiếng hồ nổi không? Chắc quý vị đi đến lặng quý vị trốn nó tiêu luôn quá. Hiểu chưa? Thấy rõ ràng luôn. Đó, thì quý vị biết rằng cái người giảng pháp đó là cái người nhìn nhân duyên đặc biệt lắm. Người ta nhìn xuống là người ta biết công chúng cần nghe cái gì rồi. Đó là duyên á, hiểu chưa? Quý vị coi như Đức ngồi chia sẻ Phật pháp, quý vị nghe, quý vị nhìn nhận đi. Đâu phải là quý vị đi đến đây nghe có một buổi đâu. Từ thời mà thầy ở trên kia là những Đức biết một chương trình lễ người ta về ào ào mà cả ngày đó là người ta phải tu không à. Chỉ có chiều thầy lên, chiều thầy lên một cái nhưng mà nó kinh khủng lắm. Chiều thầy xuất hiện một cái là giống như quý vị mà giống như mà quý vị khát nước đến mức mà quý vị chạy lại bị giật nước bị uống như thế, hiểu không? Còn như những Đức qua thì quý vị thấy bình thường lắm. Tại vì sao? Vì quý vị được uống lai rai hoài rồi. Hiểu chưa? Tôi cũng không thích quý vị coi tôi là nước mà cần phải uống liền. Tại vì sao? Nguy hiểm lắm. Nó vẫn có cái tác dụng phụ nguy hiểm. Tôi vẫn biết những điều cần làm cái gì tôi biết hết. Tại vì tôi gần được những người nổi tiếng, tôi gần được những người thâm niên, tôi kinh nghiệm rồi. Tôi phải làm cái gì đó để cảm thấy đỡ tác dụng phụ. Riêng tôi đang bình yên, tôi thường nói những sự việc khi không bình yên. Để làm chi? Khi không bình yên tôi hạ cánh an toàn. Đó, đó là cái hạ cánh an toàn mà mình đã từng nói rồi. Dù là tin Phật Bồ Tát nhưng nhân quả đến với mình cũng phải tin chứ. Có duyên thì giúp chúng sanh mà hết duyên thì thôi. Hiểu không quý vị? Nên từ nơi đó phải tin Phật Bồ Tát sắp xếp. Vì thì cả cuộc đời mỗi người tu chúng ta phải tin Phật Bồ Tát sắp xếp. Mình không tin Phật Bồ Tát nên mình mới lo cho cái mộ. Mình lo cho cái chỗ chôn chỗ nào phong thủy. Rồi mình phải để tiền lại để mà chết rồi để cúng dường trai tăng làm cái này cái kia. Nếu như quý vị tin Phật Bồ Tát thì khi còn sống làm hết trơn. Vì trong kinh Địa Tạng Phật vẫn nói một câu rằng khi còn sống làm công đức 7 phần hưởng được 7 phần. Tiền của mình để cho người ta làm khi mình chết thì 7 phần mình hưởng được chỉ 1-2 phần. Mà nếu như người này làm đúng thì hưởng được có 1-2 phần. Tại vì sao? Lúc đó người ta làm hồi hướng cho mình. Còn mình đã chết rồi, không phải mình làm. Nhưng nếu quý vị mà chưa siêu mà đưa tiền cho họ mà họ không làm đó, thì quý vị cũng làm ma nghiến răng. Hiểu chưa? Tức đứng bên cạnh họ mà nghiến răng vào gấu cắn họ, nhưng làm gì được họ? Họ còn phước quý vị mới đụng được đâu. Khi con người mà hết phước quý vị mới đụng được họ. Nhớ đó. Nên từ nơi đó nguyên lý này phải hiểu. Hiểu được rồi sẽ biết gieo cái nhân khi còn sống hơn là khi chết. Chúng ta bây giờ cứ tối ngày lo cái chuyện là khi mình chết ở địa phương của mình không có ban hộ niệm này kia rồi mình chết làm sao trời. Vì không tin Phật Bồ Tát sắp xếp mà. Quý vị chỉ cần gieo nhân mỗi ngày bị siêng niệm Phật cho tốt đi. Lạ thay quý vị cuối cuộc đời quý vị muốn đi đến đâu lợi chỗ đó đó. Ở phương xa siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, nương vào bổ nguyện của Phật. Khi gần ra đi, tự nhiên đi vào đây lễ nghi Quan Âm. Chương trình lễ rồi mà còn ở lại một tầng thì tự nhiên trong cái tầng ở lại đó nó lại yếu yếu. Cái đưa vô vòng hộ niệm luôn. Rồi bắt đầu hộ niệm có một buổi rồi đi mất tiếng. Đó là do niệm Phật mà bổ nguyện của Phật đưa đi mình đi, hiểu chưa? Ở đây trong chùa những Đức lo cũng không có ít những cái dạng đó đâu. Không phải toàn là thường trụ mắc trong đây không đâu nghe quý vị. Nói quý vị coi cái cô Phương mà chết mà hoa sen mọc từ miệng ra đó. Giáng sanh mà hoa sen mọc từ miệng ra đó là cổ ở đâu? Ở ngoài chứ làm gì trong chùa mình. Cổ là người ở ngoài. Cổ chỉ là đi đến đây ngày Chủ Nhật nghe những Đức giảng thôi. Cầm chiếc máy nghe Pháp này nghe mỗi ngày thôi. Quý vị coi một người khổ đến mức mà nhà không có ở, đi làm đồ mũ để kiếm ăn. Mà thêm đúng là cái câu nghèo mà mắc cái eo. Còn bệnh tiểu đường, bệnh tiểu đường từ từ mà nó ăn mấy cái chân, mấy cái ngón chân rồi nó ăn muốn rụng hết trơn. Ăn rụng từng ngón hết.
Nhưng mà được có cái là tín nguyện niệm Phật, cấm cổ cấm đầu niệm Phật. Rồi đi vô đây thì yếu quá thì hộ niệm. Thì hộ niệm cho thì có ngày một đi. Tự nhiên sắp sửa đi rồi cái là đi vô đây à. Vô đây cái là tự nhiên ngày sau cái yếu cái hộ niệm. Hộ niệm xong rồi bắt đầu là hộ niệm mà được 18 tiếng. 18 tiếng tự nhiên mọc ra cái hoa sen từ cái miệng mọc ra. Mọc ra xong cái 2 tiếng sau nó chùm luôn cái miệng bông sen. Quý vị coi qua đó. Đây vì hỏi tất cả những ban hộ niệm có phải là xác thực 100% không? Đó. Ví dụ như chùa mình nuôi bao nhiêu con người gì, thật sự chùa mình nó cũng nổi tiếng rồi. Chứ những đức cũng đâu có làm chuyện gì thêm chứ, chứ cho nó mệt. Nhiều đây lo cũng không nổi, những đức chỉ làm để mà kéo người ta về. Thấy không? Nó nên làm thật, con người mình tin sâu nhân quả, không có ai lấy người chết để mà đi kiếm ăn đâu. Người ta đã chết rồi thì phải làm thật, chứ không ai mà đi lấy cái chuyện đó diễn trò làm gì. Nhưng chỉ cái phương tiện để cho chúng sanh thấy được lòng tin đối với Phật Pháp nó có cái đặc biệt. Những đức thường giảng cái câu của Đại sư U Đàm: người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Thì cái bà này rõ ràng bà đi hoa sen mọc từ miệng ra, ý muốn nói người tu tịnh độ tin là lòng tin phải là lòng tin trong sạch. Lòng tin phải trong sạch nha, thì mới thành tựu con đường giảng sanh nha. Chứ không phải bữa nay tin thì mai nghi ngờ đâu. Mình là cái lấy cái chí gì để nghi ngờ cái nguyện của Phật? Chân thật mà tin. Về đây mà suốt mấy buổi chia sẻ này nó bồi dưỡng cho quý vị xác thực luôn. Quý vị nghe từ xa con về đây nhận đức tiếp quý vị tới cùng luôn. Thấy không? Buổi nào ta nói ta lên là ta lên thiệt, chứ ta đâu có chạy chốt. Rõ ràng không? Đó. Nhận đức không có cái việc gì mà bằng cái việc mà nói là đi lên tu hết trơn á. Quý vị biết chùa chiền những tiếng quảng 3-4 điểm vậy đó. Nhưng những đức nói muốn ngồi với ai là ngồi buổi cũng không ai kêu tới. Vì mới tự tại chứ. Không ai kêu tới chứ, nói việc nó gác con bên đi. Nó cứ làm đi. À, làm đi vậy thôi đó. Mấy gì mấy anh em bên kia chạy qua báo nghe, rồi làm đi. Rồi cần mua cái đó, mua đi, được rồi đó. Cứ vậy là xong rồi. Nên những đức nói nhiều việc mà thật sự không có việc nào. Mà khi làm thì bao la, mà không làm thì không có gì hết trơn. Còn muốn ngủ, ngủ ngày cũng được, khỏe re. Quý vị biết rằng một ngày 2 bài chia sẻ, một câu ai Phật niệm đến cùng và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Vậy thì trong cái dịp lễ này phải làm sao? Trong khi 4 thờ gì rồi thêm 2 thờ kia nữa thì sao? Những đức giảng trước hết trơn. Giảng trước bao nhiêu buổi? 10 buổi luôn. Trừ hao cho cái bữa mà lễ xong á, ngày đó chắc phải nghỉ ngày quá. 22 giảng xong buổi 22 luôn. Nó có nghĩa là làm khuyên xong sức, khuyên xong hết, chỉ tới giờ bỏ lên mạng là xong, bỏ lên mạng là xong, bỏ lên mạng là xong. Tuy những đức giảng trước, nhưng mà thí dụ như đức lấy ngày nay là ngày 20 tháng 9, những đức đi giảng ngay ngày 20 tháng 9 luôn. Những đức nói hôm nay công nhận Phật tử về lễ Quý Văn Âm đông thiệt nghe. Vì nghe cũng như là ngày hôm nay vậy đó. Rồi những đức nói là chương trình lễ gì gì rồi Phật tử về quan hỷ sao sao. Tuy là chưa lễ nhưng mà những đức nói vậy đó. Thì vị nghe coi y rang luôn. Giống hệt là những đức giảng ngày hôm nay chứ. Thật sự những đức giảng trước nửa tháng gì trước. Giảng sẵn hết trơn. Quý vị coi phải tính một chút. Chứ nếu không mà một ngày thêm 2 buổi nữa mình cũng đuối. Thêm 2 buổi nữa là đuối chứ không giỡn đâu. Là ngày 6 buổi là đuối chứ giỡn đâu chàng. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng người biết lo xa thì không có cái khổ gần. Chúng ta là sống mỗi ngày không phải lo xa đến nặng nề, mà lo xa là cái nhân bây giờ là lo xa đó. Cái nhân bây giờ đang niệm Phật, đang sống vui là lo cái chuyện đi về cực lạc đó. Làm gì vỗ tay quầy à? Thấy nè. Nên không, cái đơn giản nó đã có duyên rồi, nói sao cũng vui quý vị. Thấy không? Nên quý vị ngồi đây, quý vị cứ kết duyên gì đi, một ngày nào quý vị giảng pháp đây nè. Trong tất cả người ở đây nhất định một ngày nào quý vị sẽ giảng pháp ở đây. Những đức cũng ngồi dưới nghe đó.
Những đức nói thiệt chứ những đức cũng đã từng nghe quý vị rồi hết trơn rồi đó. Nên bây giờ mới ngồi như vậy và cộng duyên gì nè. Thí dụ như những đức đã từng nghe quý vị giảng, quý vị đã từng nói câu gì. Hôm nay chúng ta có duyên hội tụ nơi đây là một nhân duyên lành. Chúng ta nên phát nguyện đời đời kiếp kiếp gặp nhau toàn là duyên lành, nghe pháp để giải thoát, đúng không? Nó một câu như vậy thôi thì tất cả người trong đây đều là có cái nhân cái quả này hết. Thì bây giờ quý vị coi vô lượng kiếp chúng ta đã trong lục đạo luân hồi rồi. Quý vị nghĩ đi, bây giờ chúng ta thay hình đổi xác chứ. Mà Phật nói trong kinh là mỗi bước đi của quý vị ở bất cứ nơi nào, chỉ cần bước xuống mảnh đất đó là đã từng có xác quý vị ở chỗ đó rồi đó. Thì quý vị biết cái dòng sanh tử này nó cỡ nào chưa? Nó nên Phật khi còn ở tịnh xá kỳ viên, Đức Phật nhìn ổ kiến, Đức Phật nói: người đã bảy vị Phật ra đời mà vẫn còn làm kiến hả? Một vị Phật ra đời là ba đại A Tăng kỳ kiếp, mà bảy vị Phật ra đời là 21 đại A Tăng kỳ kiếp, vậy mà mi vẫn còn làm kiến hả? Làm kiến xong chết làm kiến lại, cứ chấp thân kiến mà đi làm kiến. Nhưng quý vị nhớ, cái trong tam đồ ác đạo rất dễ vào, không cần dạy nó cũng vào nữa. Nhưng mà làm người và cõi chờ là như quán trọ, ngắn lắm, không phải dễ được. Nên Phật mới nói là thân người là khó được, mà Phật pháp càng khó gặp. Mà gặp Phật pháp mà gặp tịnh độ là pháp khó tin. Quý vị coi, vậy thì những cái điều khó, hoàn toàn khó này, thân người đã được, lục căn cũng được, pháp Phật cũng gặp, tịnh độ cũng gặp, mà bây giờ lại tin. Cố gắng không? Bây giờ vô lượng kiếp này đã trôi lăn trong dòng sanh tử rồi. Lúc thì làm cha mẹ, lúc thì làm vợ con, lúc thì làm anh em, lúc thì làm bạn hữu, lúc thì làm kẻ thù, lúc thì làm BD, phải dép tùm lum tùm la thứ chứ, đúng không? Bây giờ đời này chúng ta phải lấy được chiếc vé cực lạc đi, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không thể nào để vượt qua nữa. Đây là cơ hội hy hữu đó, khó gặp đó. Gặp một người chia sẻ Phật pháp mà nhắn mạnh ngay tịnh độ luôn. Quý vị bây giờ đi tìm hiểu đi, rất là nhiều luôn. Quý vị đi tìm ra một người nào mà giảng chuyên tịnh độ không? Điều đẩy ra những phương tiện này kia thì nhất định quý vị sẽ bị lạc đâu này lạc đâu nọ, thì cũng lợi ích. Nhưng để đi vào chuyên, bây giờ chúng ta nếu nhắm mục tiêu mà chuyên thì nhất định nó vàng. Đúng không? Bây giờ quý vị chuyên nấu cơm, quý vị nhắm mục tiêu nấu nồi cơm này nhất định là chính. Nhưng nếu bây giờ bắt nồi cơm này lên, quý vị nấu, quý vị chậm một chút vừa sôi lên, quý vị tắt lửa, quý vị đi nấu nồi cơm khác. Vậy thì quý vị nấu hoài thì cơm nó cũng không được chín, mà nó còn bị sống, đúng không? Nếu như quý vị chiên nấu một nồi cơm thì nhất định sẽ có cơm ăn. Vậy nếu như quý vị chiên một cái pháp tu thì đời này nhất định quý vị sẽ thành tựu, nhất là pháp niệm Phật. Nên dù cho phá thai, bắt hiếu cha mẹ, sát sanh tạo nhiều nghiệp chướng, gặp pháp tịnh độ là gặp mùa rồi. Gặp pháp môn tịnh độ là gặp mùa rồi đó. Nhớ nghe quý vị. Nên tất cả những vị trưởng đoàn, tất cả hàng Phật tử nghe qua chỗ này nhớ, phải làm được cái việc có duyên được bao nhiêu người, khuyên bao nhiêu người niệm Phật. Bây giờ mạng internet mở rộng lắm, chúng ta nên cắt một căn nhà trong cái nhà lớn đó đó, mà mình là căn nhà Phật giáo ở trong nhà đó. Con người ta bây giờ xã hội đang phát triển, nó đều vô mạng internet hết. Nên từ nơi đó chúng ta bây giờ cũng phải cắt căn nhà trong đó, để cho những người hữu duyên chúng ta rủ họ vào trong cái nhà đó, để mà cùng tu chung với chúng ta. Bây giờ quý vị mở một cái đạo tràng bên ngoài, có khi bị người ta hỏi thăm sức khỏe đó. Nên bây giờ quý vị bằng cách nào mà nhà này không sợ người ta lấy, cắt cái nhà trên không chung để rủ đi vào không chung để mà tu, không bị ai giật giành hết. Nó lập cái trang mạng mà cái thời khóa tu này kia đồ lập ra, phát triển như vậy đó. Rồi bắt đầu là mỗi một phương xa, từ từ mình mở ra cái chỗ chính nơi mình là nơi phát triển máy nghe pháp, máy niệm Phật của địa phương đó.
lâu ngày nhất là những vị trưởng đoàn sẽ làm được. Tại vì trưởng đoàn là được gieo duyên một số người đi theo, nên nhờ một số người đã truyền bá ra, giới thiệu ra, chị đó, vậy đó, ở nơi chị lúc nào cũng có máy nghe pháp, máy niệm Phật, lỡ đó mà đặt, rồi một truyền mười, mười truyền trăm, lâu ngày mình trở thành một nơi mà để đem máy nghe pháp truyền bá, thì cho địa phương đó từ từ nó mở rộng ra. Rồi mỗi một con người đi đến đây cộng tu đều làm việc này mở rộng ra. Mỗi một con người mở rộng ra, từ từ tịnh độ mở rộng, thiết rộng ra, bằng cách là nhờ nhiều đôi tay người làm thì tịnh độ này mới đặc biệt. Bây giờ quý vị coi như chùa chúng ta trong dịp lễ này, chúng ta đã phát triển được 1.000 bộ tượng Phật, trong gia đình người ta được 1.000 nhà. Một cái chiến này của chúng ta đã phát triển 1.000 ngôi nhà thờ, 1.000 ngôi tam bảo Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Thì quý vị coi bây giờ 1.000 ngôi nhà này ít gì cũng niệm Phật, chứ không lẽ bây giờ làm cái gì? Không lẽ bây giờ thờ Phật mà niệm cha, niệm mẹ hay là niệm ông Thầy Đức? Đúng không? Thì niệm Ai Với Đạo Phật chứ niệm cái gì? Đúng không? Nhưng mà niệm Ai Với Đạo Phật thì niệm luôn Thầy, niệm luôn cha mẹ, là niệm từ bi. Nên từ nơi đó mà trong cái gia đình của mình có ngôi tam bảo là tuyệt vời lắm. 1.000 bộ tượng hình như là sạch nhất rồi. Đó. Bây giờ còn tượng thạch cao người ta đem để cúng. Đó. Thì một số người ta thỉnh. Rồi sách vở Liễu Phàm Tứ Quấn, bây giờ quý vị biết không? Cách nay 3 năm về trước những đứa ta nhìn ra. Nhìn ra là chính bản thân mình luôn. Một quyển sách đem về nhà không đọc. Gặp ai tặng quyển sách bự cầm về như báu vật, cái đem để vô tủ đóng cửa cục phá lại, không cho ai coi chứ. Mình cũng không coi luôn. Thời gian cái đầu nghe giảng nói sách mà để trong tủ mà không đọc sau này trí tuệ lu mờ, cái đem đi tùm lum tùm la đưa cho người ta. Những đứa ở đây có khi đâu có sách này sách kia đâu, mà nhiều người cứ đem đây đưa những đứa hoài. Hỏi sao cô để dành đọc đi, nói thôi con không có đọc được, không có thời gian, để trong tủ con nghe nói mà. Sách mà đem về mà không đọc, mai mốt trí tuệ lu mờ, tôi cứ đưa cho thầy. Có gì thầy lu mờ đi. Thấy không? Cách nay 3-4 năm là dứt đi nhìn ra được cái chỗ này. Nên chùa của mình ở đây Nhật Đức đã ngưng in sách lâu dữ lắm rồi quý vị. Ngưng in sách hoàn toàn luôn. Tại vì Nhật Đức biết rồi, để cho người khác làm đi. Việc này mình không có làm, để cho người ta làm. Hiểu không? Tại vì sao? Nhật Đức biết cái quyển sách nó sẽ có lợi ích, nhưng mà lâu quá, không biết chừng nào mới gặp cái duyên người ta đọc. Bây giờ là trong cái thời cuộc này là thời cuộc đã phù hợp cái này. Máy nghe pháp. Tại vì sao? Làm việc gì cũng treo một bên nghe. Hiểu chưa? Bây giờ quý vị đi vô đồng, quý vị cũng treo cái máy này, vì toàn ten trong người, vì làm việc kiểu nghe được. Cứ khi có những câu bắt giận bị cười á. Vì thử nghe đi tới giờ đi về không hay á. À, nghe hút quá. Nghe hút thì tới giờ đi về không hay. Hoặc là gì? Đeo cái máy niệm Phật. Thấy chưa? Trong cái thời cuộc này là cái thời cuộc á, là máy móc. Biết dùng máy móc để đem Phật pháp truyền bá thì đúng là đặc biệt trong thời cuộc này. Sách vở thì có người in rồi, cứ để cho người ta in. Riêng mình hoàn toàn chuyên luôn. Nên những đức mấy năm nay, những đức dùng cái cách mà đặt máy nghe pháp đặt dùm. Đúng là cái cách này những đức nói. Sao mà Phật gia hộ cho mình làm cái cách này hay gì đâu á trời. Nó thiệt luôn á. Nó quá hay luôn quý vị. Bây giờ những đức nói cái hay này cho quý vị nghe nè. Những đứa có khi bị mang tiếng một chút đó, nhưng mà kệ, không quan trọng tới. Vì cứ nghĩ đi, bây giờ những đứa đặt máy niệm Phật này nè, 10.000 cái, mười mấy ngàn cái những đứa tặng quý vị, đúng không? Bây giờ những đứa tặng cho quý vị 10 cái nè. Nếu như những đứa ở đây cho, thì những đứa cho 10 cái, đúng không? Vì những đứa nói thiệt chứ, ông thầy tặng quý vị cái máy niệm Phật, không lẽ bị cúng dường lại 100.000? Coi được không? Gặp ông thầy giảng pháp cho nghe nữa chứ. Cầm cái máy niệm Phật nè con, thầy tặng cho con cái máy niệm Phật nè con, về cố gắng đeo nghe, lúc nào cũng nghe cái tiếng của thầy nghe. Nghe cái câu đó một cái móc cái rẹt 10 triệu và con cúng dường. Một cái máy niệm Phật của quý vị 10 triệu á. Hiểu chưa?
Nhưng quý vị bây giờ nhà Đức tặng một cái máy niệm Phật mà còn đặt máy niệm Phật cho quý vị thỉnh nữa, trả tiền lại để chi tôi đặt nữa. Cuối cùng thì quý vị được nhận một cái máy niệm Phật mà lấy 10 triệu kia muốn cúng dường Tam Bảo thì tự bỏ tùng Tam Bảo 1-2 triệu, còn bao nhiêu đặt máy niệm Phật, ít gì cũng được 5-70 cái về cho người ta. Thì phải là truyền bá Phật pháp mạnh hơn không? Phải không quý vị? Những đức dẫn biết là tặng cái này là pháp thí thù thắng, nhưng mà nó sẽ chết cứng cái chỗ là người ta đem tiền đưa cho những đức, rồi những đức dính tiền đó, những đức không làm hết. Đây là cái kinh nghiệm của kẻ phàm phu tình chấp. Người ta cúng rất là nhiều, những đức có thể đặt 1000 cái này cho quý vị, những đức còn dư tiền cho để mà gỡ vô ngân hàng nữa. Xin quý vị, cho quý vị biết đó, gỡ một đống vô luôn, những đức càng làm càng nhiều tiền. Nhưng mà cái cách truyền bá thì nó chậm, mà nhiều rồi lâu lâu những đức làm một lần, những đức không dám làm hoài, vì thường là không có là không chấp, mà có để vào là lấy ra một chút cũng là chảy máu nữa. Tu là tu nhưng vẫn bị cái bệnh này đó, lấy ra một chút là chảy máu liền, phải bỏ vô thêm. Khi bỏ vô thêm là chấp, rồi là nhất định lâu lâu làm thì bắt đầu kêu gọi là người ta bỏ ra ra, mà bỏ còn dư nữa, rồi tiếp tục làm là dư, dư rồi cắt nữa, rồi cứ là tôi tặng, nhưng thật sự là của người ta. Biết hết trơn quý vị à. Những đức nói thiệt chứ, cho quý vị biết, ai mà không biết là pháp thí là thù thắng, hiểu không? Nhưng mà cái việc làm này quý vị biết, những đức đặt, những đức đưa lên cho quý vị đó. Có những người về ta cầm, bịch, ta đem đi về, vì nhìn thấy rõ ràng về chùa mình, người ta cầm bịch, ta đem về, ta đi khắp nơi chứ. Tuy là những đức ngồi ở đây nhưng mà bây giờ không biết bao nhiêu nơi mà ta đang đeo máy niệm Phật, ta đang nghe những đức giảng. Quá nhiều. Không, thế giới cực lạc là phân thân, mà nếu như quý vị ở đây mà biết cách thì quý vị ở đây cũng phân thân được. Được sống được. Quý vị biết có khi những đức ngồi ở bên kia hút gió được chứ. Vậy mà bên đây người ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị đúng không, nhận không? Có trong kia những đức ngồi bên kia bệnh á. Đó. Rồi bây giờ những đức ngồi ở đây mà 3-4 đầu tràng người ta đang tu bên kia bên kia. Ta tu ầm ầm bên kia, mình khắp nơi người ta đang tu kìa, mà đang ngồi đây thuyết pháp cho quý vị nghe. Công nhận không? Đúng là biết dùng cái khoa học hiện tại này là cực kỳ hay để truyền Phật pháp. Nên tất cả chúng ta quý vị nên làm đi. Ngốc mà những đức còn làm được không chứ quý vị? Chiếc điện thoại cảm ứng mà còn chưa biết xài. Nó gì mà còn tính ra được đến cái mức này, thì quý vị nghĩ quý vị làm sao không làm được? Làm đi để đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu nghe, mở rộng ra, mở rộng ra khắp nơi nơi cho người ta được nhờ đi. Vừa mình tu phước tu duyên mà cũng đâu có mất bao nhiêu thời gian đó. Nói rằng việc đó là việc phụ, những đức nói việc chính trong cuộc đời đó. Đem Phật pháp giới thiệu là việc chính trong cuộc đời, dẫn người đi tu là việc chính trong cuộc đời. Quý vị nghe những đức nói một câu rằng trong kinh chư tổ đồ nhắc nhở lên, vậy người ta niệm một câu Phật hiệu còn hơn đem 7 báo cúng dường trăm năm. Trời, chúng ta bây giờ một củ báo còn chưa có nữa đâu mà có 7 báo trời. Một củ báo còn chưa có đây nè mà cho nó đem 7 báo cúng dường trăm năm. Nó từ nơi đó mà vậy mà dạy người ta niệm một câu A Di Đà Phật còn hơn đem 7 báo cúng dường trăm năm. Cái việc này làm đi, bất cứ người nào cũng nên làm, trẻ già gì cũng làm đi. Nên chân thật mà làm đi. Lập ra một cái trang, rồi đem những buổi chia sẻ này bỏ vào, kiên nhẫn, ban đầu 2-3 người coi, từ từ tăng lên từ từ. Tăng lên từ từ. Nó bị hởm những đức chia sẻ một công đoạn mà gọi là gì? Kiếm tiền mà bằng cách hướng dẫn người ta tu không có tội, còn có phước. Tại vì sao? Cuộc sống còn có ăn uống. Có khi mình không làm được những việc này việc kia, nhưng dùng đầu óc để tính toán để làm. Có những người quý vị biết rằng cái buổi chia sẻ của những đức, cái đề này người ta cắt, người ta dùng một cái câu gì hay, người ta viết lại. Vậy mà ta bỏ lên, vậy mà số lượng coi còn đông hơn cái trang của những đức. Nên những đức nói bây giờ con người ta mà chỉ cần chúng ta biết kiếm tiền một chút ở trên mạng thôi mà cũng đem Phật pháp giới thiệu được. Rồi có những người, người ta lại kiếm tiền bằng cách là người ta quay những cái gì cho nó sốc sốc một chút, đặc biệt một chút. Hoặc là người ta đi bắt chuột, bắt chim gì đó, bắt gắn gì đó, người ta quay lại. Vậy mà cái con người ta coi cả triệu người, người ta lấy like đó để kiếm tiền.
nhưng kiếm tiền bằng cách đó không có phước, vì không có lợi ích nên không có phước. Còn nếu đem tịnh độ, đem pháp môn tịnh độ, đem Phật pháp, đem bài giảng quý thầy có lợi ích cho người ta nghe, quý vị có phước. Có phước có được chút tiền để sống, như vậy thì được có gì đâu. Quý vị mở rộng lên đến mức này thì con người ta trong thời cuộc hiện đại này, chúng ta mới làm những việc mà người khác nói mình làm công không. Hiểu chưa? Nếu như cái gì cũng là công không thì người xã hội hiện tại này người ta sẽ chê cười mình là kẻ ngốc. Nên chúng ta phải làm cho họ thấy rằng chúng ta là na ná giống họ, đỡ đi sự trở ngại. Hiểu chưa? Không có trở ngại bao nhiêu. Nó quý vị coi như chùa mình bây giờ những đức ở đây hướng dẫn Phật pháp. Những đức nói: mấy cô, lễ lọc người ta đem đến, người ta cúng cái gì đem ra cho đại chúng dùng hết nghe, dùng hết đi. Nhưng mà hợp với hợp như đức nói làm gì nè, đem ra hết nhưng lựa cái gì ngon ngon để lại vài bữa cho mấy bà già. Thấy không? Tất cả các ông và các bà nên suy nghĩ câu này. Bây giờ quý vị xả hết, nhà quý vị đói nó quýnh quý vị te tu luôn. Trước nhất là đối với cái nhà mình nó không tin tưởng mình nữa. Ông xả mà tôi đói, ông không biết làm sao, nhưng mà nhà này dư giả là ông là số 1 trong nhà này. Đối với gia đình thì được tôn trọng, đối với xã hội thì cũng được quý thương. Như vậy thì mới gọi là thuận tiện chứ có đường tu. Quý vị coi, những đức nuôi chúng trong chùa ai cũng mập. Nếu như những đức nuôi mà ốm nhơm, sơ sát, nghèo nàn mà đem cho người ta ăn hết trơn, vậy thì chúng trong chùa nó dùng cái thứ nó lấy lòng bên ngoài để nó kiếm tiền. Còn chùa cho người trong sống với nó thì nó bỏ đói khát. Cái thứ này thế nào cũng chết. Thấy không? Nhớ nghe. Nên đối với người ta cũng phải có tình cảm, nhưng đối với gia đình càng tình cảm hơn. Tại vì gia đình mình là sống với mình mà. Con người trong chùa này bây giờ quý vị đi đến đây có đông cỡ nào đông chứ. Lễ với Quan Âm xong quý vị đi về mất tiêu, quý vị để là một bãi chiến trường cho ở đây nè. Mình đóng đóng đó thấy chưa. Quý vị nói: dạ thầy ơi con bệnh rồi, nhờ người trong chùa làm đi, con về chào thầy nhé, hẹn ngày gặp lại. Đúng không? Quý vị đi mất tiêu. Còn ở đây một bãi chiến trường mình gói dọn dẹp đủ chuyện, rồi xung quanh rác đóng đóng ở bên môi trường, người ta đến người ta tìm những đức nữa kìa. Mấy ngày nay môi trường người ta tìm, người ta nói: làm cái gì mà trong chùa rác nhiều thế. Thì coi đó, thấy khó chưa? Nói à, thôi mấy anh ơi, mấy anh không cảm lễ lọc này kia đồ, thấy không? Mấy anh cố gắng đổ giùm đi, rồi qua lễ có cái gì chúng ta cũng gặp nhau để ăn kẹo bánh một chút. Hiểu chưa? Quý vị biết rằng cuộc sống con người ai cũng ăn, chúng ta có ăn cũng phải chia cho người ta ăn. Nên con người thông minh á, một cái bánh to mà mình phải biết vị trí nào là cái của đoạn mình, và phải biết chia cho người ta từng khúc nhỏ, khúc nào, nhưng mình phải là chủ trương cắt bánh. Chủ trương cắt bánh. Hiểu chưa? Nếu như quý vị ôm xô một cái bánh này coi chừng nó ói ra mà chết. Nên người tham là thâm vốn liếng đó, nghe chưa? Muốn làm ăn phát triển thì phải cho tất cả những người nhỏ nhỏ kia được nhờ. Muốn cho nó đừng có phá hoại hoàn cảnh của mình, công ty xí nghiệp của mình, thì phải đối với nhân viên từ người bảo vệ giữa nhà vệ sinh thấp nhất cũng phải cho họ được sự lợi ích công bằng đối với công sức của họ. Thì họ sẽ bảo vệ công ty xí nghiệp của mình sẽ thịnh vượng lâu dài. Người như vậy mới thật sự người có chí và có đức. Quý vị coi lễ lọc 4 ngày người ta đưa lên tư tưởng. Tất cả các vị trí chùa làm việc cực lực luôn, chưa gì hết người ta đã nêu lên. Thì con người ai mà, chúng ta là phàm phu mà, phải có cái quả tương đối, hiểu chưa? Nhưng đức nói rằng mấy anh em cố gắng đi, qua lễ, đi tắm biệt. Đâu chưa? Quý vị nghĩ chưa? Thôi bây giờ cực lực này kia, còn mấy cô thì chủ nhật được nghỉ. Mấy chú đi tắm biển gì, mấy ổng phải nấu ăn. Còn cho mấy đứa trẻ được nghỉ 2 ngày.
không? Rồi mình dành thời gian, mình mua đồ ăn, đồ uống, mình ngồi chung với mấy chị, mình nói chuyện cho mấy chị cười vui. Vậy thì quý vị thấy không? Người ta sẽ hoan hỷ vô cùng khi làm việc không thấy mệt. Còn bây giờ quý vị cứ bắt người ta làm không mà thấy làm có công thì có quả, có công thì có quả, mà quả chừng nào có? Nó chán, trước nhất là nó chán rồi đó, hiểu chưa? Mình phải cho người ta chút quả gì đi, để người ta tạo cái công này cho nó thù thắng, hiểu không quý vị? Trong cái cuộc đời này học Phật quý vị biết đa dạng tư tưởng. Nếu mà nói ra để quý vị học thì quá tuyệt vời, để áp dụng trong tất cả cái lối sống của quý vị mà được tuyệt vời luôn á. À, nên trong gia đình của mình á, cái đặc biệt đừng bao giờ mình keo quá đối với gia đình của mình, hiểu không? Có khi bị rộng rãi một chút mà nó còn không phá, còn quý vị keo nó phá còn ác đạn hơn. Keo với nó phá đó, đói quá mà nó đi kiếm ăn, đi cho nó no rồi đâu có đi kiếm chi cho nó mệt, hiểu không? Nên từ nơi đó con người phải hiểu nguyên lý này, thì đến với con người nhau phải hiểu. Rất là nhiều người khi người ta giàu hay nghèo gì cũng vậy, người ta cũng ưa lo khi mình chết chôn chỗ nào, hoặc là người ta mua cái mộ phần rất nhiều tiền, nhiều tiền lắm. Khi số tiền đó có thể làm bao nhiêu việc thiện, việc tốt. Rồi họ chuẩn bị nhiều thứ trong cái cuộc đời của họ, khi già, bệnh, rồi khi chết, chôn ở đâu, làm việc gì gì. Tất cả những việc này nó đều không bằng khi mình còn sống, mình gieo nhân thiện, nhân tốt. Phải nhớ, con người đang sống bình thường gì, chúng ta nghe Phật Pháp không, để không phải là để mình tiêu cực, mình nghĩ đến cái chết, mà là mình nghe Phật Pháp để mình sống tích cực trong cái cuộc đời này, mình sống cho nó đặc biệt mới là hay. Mỗi ngày sống vui, sống tốt, sống làm thiện, sống để niệm Phật, tu hành, đó là nhân mà để mình hướng đến cái quả báo, là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Đây gọi là hướng thượng. Còn nếu như mà mỗi ngày mình hướng đến cái chết để chôn ở đâu, nằm ở đâu, hoặc là chôn ngay chỗ đó là ngay mộ phần ông bà, trở về nơi ông bà, hoặc là chôn cái nơi mà gần chồng hay gần vợ, gần gia đình, cái nghĩ này là cái nghĩ lục đạo luân hồi, mà nó cũng không được đến cái cõi người và cõi trời, mà nó phần nhiều là đi vào ba đạo hoặc là ma cô hồn, vất vơ vất vưởng. Và có những người, người thân mình chết rồi mình cứ nghĩ ngợi tới người thân mình hoài, bằng đêm cái ngủ nằm mộng thấy người thân. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế thì nói rằng cả mình thấy cảnh giới thiện mà còn phải quên đi, không chi là mình thấy những cảnh giới người đã chết. Người chết nhiều năm mà mình còn thấy người ta, mình thấy người thân mình chết nhiều năm mà mình còn thấy họ, vậy thì cảnh giới đó là cảnh giới gì? Quỷ đạo. Người chết rồi nhiều năm mà còn về báo ổng này kia cho người thân là cảnh giới quỷ đạo. Khi gặp những cảnh giới đó cứ cố gắng niệm Phật cho qua đi, đừng có nghĩ ngợi tới nữa. Còn nếu như cứ nghĩ ngợi tới là khi cận tới nghiệp là mình dính chắc. Cận tới nghiệp là quý vị bám vào ngay điểm nào thì họ sẽ ngay điểm đó xuất hiện để lôi quý vị đi. Nên có những người khi còn sống gì tuổi già mù mờ cái gì cũng quên, nhưng lạ tai họ lại nhớ chồng hay nhớ ông bà, nhớ cha mẹ. Họ lại nói rằng người đó trước mặt tôi kìa, người đó gì kìa, họ kêu tên người đó, họ nói người đó. Khi cận tử nghiệp gần chết nó nói ba mày kìa, ông đến ông thăm tao kìa, ông đứng ngoài kìa, kêu ông vô đi. Hoặc là ông nội ông ngoại gì của mày kìa, tại sao ông kêu ông nội ông ngoại vô đi con. Cứ là nói khơ vậy thì quý vị biết rằng cảnh giới của quỷ đạo xuất hiện. Hiện ra cái cảnh mà quý vị thích. Quý vị thích chỗ nào họ hiện ra chỗ đó, để họ dẫn quý vị vào cái quỷ đạo. Từ nơi đó cái tâm ái nhiễm nó nguy hiểm vậy lắm. Nên cái người tu đạo của chúng ta chỉ là gieo cái nhân lúc còn sống tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Cái tâm này phải cho cực kỳ mạnh. Nên tổ sư nói rằng tất cả việc thiện, việc tốt mỗi ngày chúng ta làm không bao giờ cầu hưởng cái bình an ở cõi này,
không có cầu nhiều tiền, nhiều bạc, giàu sang, danh tiếng gì ở cõi này, mà chỉ có cầu sanh cực lạc thôi. Chỉ cần gây dựng được cái tâm cầu sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh thì tất cả những việc ở thế gian này tự nhiên đầy đủ, mà bình an, vui vẻ, đầy đủ, cuộc sống đặc biệt nữa. Nên mình là người học Phật, nó không phải đi vào cái chuyện tiêu cực là mình nghĩ nó chết, mà mình nghĩ chừng nào thỏa mãn đến thì mình đi về thế giới của Phật, nghĩ vậy thôi. Còn khi mình mà chết rồi thì người ta muốn làm sao đó là chuyện của người ta. Chỉ cần mình gieo cái nhân tốt thì cái quả là mình tốt. Mình gieo cái nhân niệm Phật thì cái quả cuối đời người ta niệm Phật cho mình. Còn mình gieo cái nhân mà mình tùm lum tùm la thì người ta tùm lum tùm la cho mình. Cả cư sĩ hay xuất gia gì cũng vậy. Quý vị chỉ cần mà lúc còn sống quý vị gieo cái nhân gì là khi chết là người ta sẽ làm như vậy cho quý vị. Còn nếu như mà khi quý vị còn sống mà quý vị không có chuyên tu thì cuối đời người ta áp dụng không chuyên tu cho quý vị. Còn khi mà lúc còn sống quý vị chuyên tu là người ta sẽ áp dụng chuyên tu cho quý vị. Nếu lúc còn sống mà người xuất gia này toàn là khuyên người ta niệm Phật không, toàn là khuyên niệm Phật không, như vậy thì tất cả người ta sẽ đến giúp đỡ quý vị là niệm Phật cho quý vị. Còn lúc mà người này còn sống thì người này làm chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ, đủ chuyện hết mà không có chuyên nhất hướng người ta niệm Phật, vậy thì lúc cận tử nghiệp là người ta làm tùm lum tất cả âm binh cho quý vị. Nên quý vị coi có nhiều người xuất gia nhưng mà khi cuối cuộc đời, những đức nói rằng theo cái góc độ mình nhìn thì họ còn không bằng cái dàn cư sĩ mấy bà cụ già ở chùa. Mấy bà cụ già trong chùa lúc còn sống ở chuyên niệm Phật ti ba mới gặp Phật pháp, nhưng mà cái hậu cuối đời của người ta là đi sâu vào ngay tịnh độ luôn. Còn cái người này mấy chục năm nhưng mà cuộc đời của họ là lang thang tứ tung hết trơn á, không có chuyên tu. Nên khi cuối cuộc đời của họ mất đi là đệ tử của họ áp dụng cho họ bằng cách nào? Là nghi lễ, làm nghi lễ không à. Nó nghĩa là từng đoàn đến cái đọc bài nghi lễ. Còn có những người chết mà ta còn kèn trống nữa nghe. Có nghĩa là một phái đoàn đến bắt đầu là ta thổi một cái đoạn nhạc buồn. Chi à? Thổi nhạc buồn chi à? Sao niệm Phật đi thổi nhạc buồn? Tại vì người ta đâu có cái pháp tu đâu. Nếu như bây giờ quý vị tu thiền, không lẽ quý vị kêu người ta cái đoàn đến để ngồi thiền cho quý vị? Thì ngồi thiền nó làm gì á? Không vô nổi. Tại vì cảnh giới của pháp tu đấy bị vô không có nổi. Vì nó không vô nổi thì quý vị không có pháp tu. Hiểu chưa? Không vô nổi thì nó không có pháp tu. Còn thí dụ như bây giờ đi đến đó để ngồi đi trì một bài chú thì bây giờ đâu phải đơn giản tự nhiên ngồi trì một bài chú. Hiểu chưa? Nên chỉ có niệm Phật là tự nhiên mọi người niệm Phật, là tự nhiên ai đến cũng ngồi phải niệm Phật. Giờ y người ta niệm Phật không vậy thì phải ngồi niệm Phật cho người này. Bạn bè thân thiết hay người xa lạ gì đến thăm, đến viếng là tức khắc lợ là phải ngồi niệm Phật. Các vị thấy cái pháp niệm Phật thù thắng không? Tại sao mà chư tổ sư nói rằng tụng kinh không bằng trì chú không bằng niệm Phật? Cái không bằng đây là vì cái pháp niệm Phật đó, nó tiện mà ai cũng tu được. Tổ sư nói rằng mọi người niệm Phật, người không niệm cũng được nghe, người nghe cũng như người đang niệm. Nên cái pháp niệm Phật là cái pháp thù thắng mà chính chúng ta phải nhận thức để mình chuyên đi vào tịnh độ. Nhưng mà cái pháp này Phật nói là cái pháp khó tin, hiểu không? Một cái pháp khó tin. Cái người bình thường không biết gì mà đủ thiện căn lại tin. Còn cái người mà hiểu biết nhiều người ta lại không tin. Họ chỉ hiểu biết nhiều về cái văn tự. Chứ nếu như họ hiểu biết nhiều như tổ sư thì họ tin liền. Cũng như là Đại sư Liên Trì cũng là bậc thông tông thông giáo, đạt đến đại ngộ luôn, tu thiền đạt đến đại ngộ. Còn nhiều vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông là toàn là tu thiền đạt đến đại ngộ không, mà thông tông thông giáo hết. Cũng như Triệt Ngộ Thiền Sư đã triệt ngộ rồi đó, mà ngài dùng bài kệ để phi chúng ta niệm Phật: thật gì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Đừng có nói là tới triệt ngộ mà hàng đẳng giác Bồ Tát cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc luôn. Nên trong cái pháp hội của Đức Thế Tôn Phổ Hiền Bồ Tát khuyến là khuyên tất cả những vị đại sĩ ở Hoa Tạng bên cạnh của Tỳ Lô Giá Na nên niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Từ nơi đó thì quý vị biết rằng là hàng đẳng giác Bồ Tát, như ngài Mã Minh là bậc cổ Phật, cũng là thể hiện khuyên người niệm Phật cầu sanh cực lạc.
Chúng ta là ai mà không niệm Phật cầu sanh cực lạc? Cái sở học của chúng ta trong cái cuộc đời này, quý vị không cần phải nói tới đi, không cần phải nói tới. Cái sở học nó thôi chứ không cần nói tới đi. Trong Phật Pháp á, là cái quan trọng là cái thực hành. Cực kỳ quan trọng là cái thực hành. Những đức nói thật chứ, như những đức bình thường thôi, nhưng mà trong lòng những đức cũng hiểu được. Trong cái lúc này nè, người ta tin những đức nhiều. Những đức nói trong cái lúc này nè, người ta tin những đức rất là nhiều. Tại vì sao? Người ta về ta thấy ông thầy này, tôi đi nhiều chùa, tôi thấy ông này có nhẫn chịu tu thiệt. Tôi đi nhiều chùa, dù ta tổ chức bao nhiêu chương trình với ông thầy chủ trì, ông xuất hiện được bao nhiêu lần. Giống như là ông xuất hiện để cho gọi là nổi bật không, chứ ông đâu có chịu đưa cái mặt cho công chúng nhiều, sợ nó bị cháy. Hiểu chưa? Sợ đưa nhiều quá không còn tiếng nữa. Mà tôi về chùa này tôi thấy cái ông này ông chơi thiệt, lủi 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 mình một. Ông Nhật Đức nói thiệt chứ, Nhật Đức đi đâu Nhật Đức thích đi mình. Đi mà có người dẹt đường, đó là tùy duyên kệ người ta thôi. Thế Nhật Đức không có quan trọng cái điều đó. Sớm muộn cũng về tới phòng, nhanh hay chậm cũng về tới phòng. Đi nhanh chi lỡ dấp té mà không gãy răng. Hiểu không? Nên Nhật Đức nói với vị nghe, rất là nhiều người trong cái cuộc đời này, họ cũng là biết nương một phương tiện trong Phật Pháp dạy. Có khi họ muốn họ xuất hiện cái là mới cái gọi là lạ lạ lên cái để cho nổi bật công chúng. Họ cũng có cái tâm độ sanh, nhưng họ không đủ bản năng gọi là vượt qua được cái danh, nên họ chết trong cái danh thôi. Nó thiệt. Chứ ban đầu thì họ cũng biết đó là một phương tiện để làm nổi bật cho người ta cảm thấy rằng họ là người khó gặp, để họ dễ độ sanh, nhưng họ không vượt qua được cái danh lợi, quý vị. Họ bị dính ngay chỗ đó nên họ chết. Nó thiệt đó. Mình ở bên cạnh mình cũng nhìn ra được, mình biết được người ta là có tâm tu thật, nhưng mà cái danh lợi khó ai vượt qua lắm. Những đức nói đây cũng phần chính cũng có nói mình luôn. Hiện tại thì quý vị thấy nó có cái tâm tu dữ lắm đó, hiểu chưa? Nhưng thời gian lâu dài mới tính sổ tên này được. Hiểu chưa? Bây giờ chưa quyết định được, thấy không? Nhưng mà người ta đến người ta thấy. Ý những đức muốn nói để cho các anh em trong chùa phải biết, con người chúng ta có nhiều cách để phát huy chính bản thân mình lắm, nhưng không có một cái cách nào phát huy chính bản thân mình bằng bản thân mình làm đâu. Nếu như thí dụ như người ta có nhiều cách, một là phải nương vào người nổi tiếng, hai là dựa vào người nổi tiếng để phát triển tiếng tâm của mình, cũng có thể được hết. Nhưng mà không có một cách nào có thể chúng ta sanh pháp bằng chính bản thân mình làm đâu. Người ta chỉ là người chỉ mình, còn con đường này mình phải làm, mình phải đi, mình phải áp dụng chân thật, rồi mình sẽ cảm giác được cái pháp đó liền 100% đó. Còn dùng cách này cách kia nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó có thể cho mình được cái danh cái lợi đó, nhưng mà cái danh cái lợi đó nó cũng là hư danh thôi, nó không có cái gì thật đâu. Nên chúng ta nên chân thật mà áp dụng Phật Pháp á, thì quý vị sẽ cảm giác được Phật Pháp hay dữ lắm. Nên những đức nhìn thấy rõ ràng, ngồi một nơi cũng nhìn thấy sự việc của con người ta nữa. Nên quý vị thấy cả người tu hành của mình và cái việc hơn thua đấu đá, quý vị thấy có nhiều không? Nhiều quá trời nhiều chứ. Nhưng mà cũng có một lượng người đi theo, hàng trăm ngàn người chứ giỡn đâu, cũng vẫn là người ta đi theo. Dù cho là họ đấu đá tranh giành đủ chuyện, vẫn có một số người đi theo. Còn một ông thầy cũng có một số người đi theo. Bất cứ ai cũng có một cái nhân viên, một số người theo. Vì công nhận không? Nhìn nhận rõ ràng luôn. Chứ đúng ra mình học đạo, mình nhìn một ông thầy mà tối ngày đi chăm thọt người ta hơn thua với người ta không, thì mình biết ông thầy này là không có tu đạo giải thoát rồi. Hiểu chưa? Vậy mà cũng có một vài người có duyên đi theo ổng à, thấy không? Thì tố nào theo tố nấy thôi. Còn nếu như bây giờ, nếu quý vị mà gặp cái duyên một ông thầy ông hướng dẫn quý vị tu, thì cũng có một số người đi theo, thì ra rõ ràng nó cũng đã từng gieo cái duyên mà nó có cái nguyện rồi. Có cái nguyện rồi đó. Nên từ nơi đó, nếu như quý vị không có cái duyên với người đó, thì tự nhiên quý vị sẽ nhìn ra được cái chỗ đó liền. Nó không có cái duyên với người đó thì nó nhìn ra được cái chỗ đó. Nên cái duyên á, trong cái cuộc đời học Phật của chúng ta là duyên với Phật A Di Đà. Mình duyên với Phật A Di Đà thì mình sẽ thấy rõ ràng mỗi con người hết trơn á. Còn nếu như mình duyên với một con người nào đó thôi, mình sẽ dễ bị mê hoặc điên đảo dữ lắm. Nhớ nha, mình duyên với một con người nào là trong cái cõi đời này mình rất dễ bị mê hoặc điên đảo.
khó thế nào tìm ra một con người mà cả đời họ luôn luôn nuôi cái tâm giải thoát đó. Nếu như cả đời họ mà nuôi được cái tâm giải thoát mà quý vị duyên với họ thì chắc chắn yên tâm rồi. Họ làm sao quý vị Iran như vậy luôn, giống như gà đẻ gà mà dịch đẻ dịch vậy đó. Đó. Còn nếu như quý vị bây giờ nương với một con người này mà bây giờ vì mai mốt họ khác là cái này quý vị mà không có trí tuệ mà nhìn là bị chết chắc. Nhưng Đức thấy trong cái cuộc đời này tu hành thấy rõ, có những người cũng có một thờ tu quanh quanh liệt liệt luôn quý vị, nhưng mà sau này không biết làm sao tự nhiên cái họ chuyển biến lạ kỳ dữ lắm. Nhưng mà con người ta vẫn bị cái thích cái quý mà cuối cùng con người ta phải lao theo, họ quay làm sao người này phải đi theo gì. Theo những Đức thấy thì con người chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có góc độ nhìn. Thí dụ như bây giờ những Đức hướng dẫn nó bị rất nhiệt tình để bị nghe, nhưng mà mai mốt những Đức thay đổi cái này thay đổi cái hoài vì tu không được thì bị nên tránh. Nhớ ơn là mình tu cho tốt, chứ không phải nhớ ơn để trở thành mù quáng. Thì nhớ là nhớ ơn phải có cái tâm tu hướng đến giải thoát. Nếu người này có cái tâm tu hướng đến giải thoát thì mình học tập. Còn nếu như cái người này mà dòng do tam quốc mình tu không được thì mình phải chọn một cái môn tu mà mình tu được, thì cái tâm đó mới gọi là cái tâm có trí tuệ và nhớ ơn. Nên quý vị biết rằng những điều những Đức chia sẻ ở đây để quý vị áp dụng trong cái cuộc sống và đem hạnh nguyện Bồ Tát Phật để mà áp dụng trong cuộc sống để chúng ta tu học cho nó được đặc biệt. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nào quý vị về chùa mình, quý vị để ý thấy chùa của mình khi những đức cúng không có đọc tên cầu an cầu siêu gì riêng ai, để ý. Tại như đức tin vào cái chỗ khi chúng ta hồi hướng chung nó thù thắng hơn nhiều. Ở đây có những người ta cũng gặp những đức, ta cũng cúng dường tiền á, ta đưa tấm giấy những đức đọc cầu siêu dùm, nhưng những đức đều trả lời thẳng với họ: cô đừng có đọc riêng, tại đây không phải mình cô cúng đâu, nhiều người cúng. Nếu như những đức đọc riêng mình cô là cô tổn sạch nhách. Tại mỗi người ta nói một câu gì nè: chắc là đưa tiền nhiều lắm nên đọc á, em có tiền mà dễ gì đọc. Hiểu không? Người mà nói một câu vậy thôi thì quý vị sạch luôn, những đức cũng tiêu luôn, ta mất lòng tin. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà chúng ta hồi hướng chung là thù thắng, gọi là bình đẳng. Thế giới cực đặc, lạc là thế giới mà bình đẳng chánh giác, nên gọi là bình đẳng. Từ nơi đó một quốc độ cực lạc bình đẳng, chúng ta đây niệm Phật cầu sanh cực lạc là ít gì cũng có một chút bình đẳng. Nên khi hồi hướng là hồi hướng chung hết trơn. Quý vị nhớ nè, chúng ta tạo phước không ai biết vẫn có, chúng ta tạo tội không ai biết vẫn có. Mỗi một người chúng ta, quý vị phải nhớ là hai bên vai có hai ông thần, một ông thần ghi phước, một ông thần ghi tội. Quý vị ở bất cứ chỗ nào, quý vị chỉ cần làm tội là ông thần ghi tội ghi liền. Còn quý vị ở bất cứ nơi nào làm phước thì có ông thần ghi phước ghi liền. Quý vị đi đến chùa này nè, bây giờ quý vị thí dụ như mắc tiểu quá, mắc tiểu chạy vô cái gốc cây nào nhìn giáo giác coi có ai không, tiểu một cái, nhưng cái ông thần ghi tội ông ghi mày tiểu ở chùa. Hiểu chưa? Rồi quý vị đi chỗ nào bị nhổ nước miếng tầm bậy tầm bạ, thì nhổ nước miếng cái khèo một cái tưởng nó không ai thấy đúng không, nhưng mà ông thần ghi tội ông ghi mày nhổ nước miếng trong ngôi tam bảo đó. Thì tất cả những cái hành động gì quý vị đang làm, từ tâm tự xem lại thì quý vị biết ông thần ghi tội ông sẽ ghi. Còn quý vị làm một cái điều việc gì từ cái tâm vừa khởi lên tốt thôi thì ông thần ghi phước ông ghi là con vừa nghĩ tốt, ông ghi liền. Từ nơi đó thì chúng ta về đây phải hiểu là chùa mình tại sao không ghi cầu an cầu siêu, là vì quý vị tự tu sẽ có liền, chắc chắn luôn, hay không? Còn nếu không á, là ta đi đến đây người ta ghi sớ sớ để đóng đóng đóng
Rồi cuối cùng ghi cũng bỏ vô cúng dường chút, nhưng mà giấy ghi đóng đóng tên ông bà, ông cố nội, ông cố sơ, ông cố sờ, cố sợ, ông cốc, ông gì đó tùm lum ghi ra. Ghi ra rồi bây giờ những đức đâu có đọc. Xong những đức đem đưa vô trong kia, những đức để tùm lum trong kia mang tội. Tên của ông bà cha mẹ anh ta mà mình không đọc, mà mình đem mình vứt tùm lum thì mình có tội là không tôn trọng tên tổ tiên và làm tổn hại đến giấy chữ. Nên từ nơi đó nhà nước không có làm là gì đó quý vị. Riêng chùa mình nghe, còn nơi khác người ta làm đó là chuyện tốt của người ta. Còn riêng bản thân mình đây là gì, nói cho quý vị hiểu. Để quý vị giờ đây cố gắng tu thì gieo nhân sao thì được hưởng quả vậy nghe. Chúng ta bắt đầu cúng thí thực và phóng sanh, đem toàn thể cái công đức mình tu này cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, vì Ngài xây chùa cho chúng ta có nơi nương tựa, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và Phật tử khắp nơi nơi chúng ta được hưởng cái phước báo nhân duyên này mà Bồ Đề Tâm kiên cố niệm Phật cả đời, để mà cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức, hay tất cả những người chư hương linh mà chưa siêu thoát đi theo, những người mà đi về đây tu, đi đến đây rất là đông, quý vị về đây quý vị cũng được thừa hưởng công đức. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị linh thức được sáng suốt, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc. Và về đây chúng ta tu hành, nghe pháp và được niệm Phật và được hồi hướng và được cúng thí thực. Quý vị nên hộ trì Tam Bảo. Dù những người ở đây có những người tạo cái nghiệp chướng gì với mình, mình theo mình chờ cơ hội mình đòi nợ, nhưng khi họ đã phát tâm họ tu rồi thì thôi chúng ta để cho họ tu, mình hộ trì cho họ tu. Và họ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm ở đây á, đừng có xô họ hoặc là đừng có làm cho họ đau chân, đau cẳng, nhức đầu, nhức mình, để cho họ khỏe đi, để họ tu xong họ hướng cho mình. Vậy thì ai cũng được ngon lành hết trơn nghe. Mấy ngày nay cái đùi những đứa cũng đau quá. Nên từ nơi đó cho nó phải khỏe, chiều nay lễ cho nó ngon lành. Còn bữa nay thì ngày mai còn ngày nữa đó. Nên từ như đó mà cho những đức khỏe đi, những đức hứng lên, những đức thuyết pháp cho nó vui. Chứ gặp mà nó đau rồi nó sân si lên, nó chửi sùm là chết. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà chư hương linh cũng phải hộ trì Tam Bảo. Và người ở đây ai cũng hộ trì Tam Bảo, nên Tam Bảo mới được hưng thịnh gì. Thì chúng sanh là được nhờ nha. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ Đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thật biến thập phương nhật tiết Phật tự công, nguyện về tự công đức vô cập nhật tiết ngà đặng dự tự giai cộng thành vẫn đạo. Như đăng tình chung ngã kim tí nhự cung, từ thật biến thập phương nhật tiết hồ tình công, nguyện về tự công đức vô cập nhật tiết ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, thự thực biến thập phương nhẫn tiết cô hồn cầm, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lũng lăng ta bà, án mộng lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát.
Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta phóng sanh nha. Chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những chú chim này. Khi được thả ra nên ở trong chùa, đừng có bay ra bên ngoài, người ta bắt ở trong chùa rất là bình an và nghe được danh hiệu Phật. Và khi bỏ báo thân này thì hướng về thế giới Cực Lạc, đừng có quay lại làm thân súc sanh rất là khổ, vì tạo cái nghiệp mà bây giờ làm loài súc sanh, vì cái tâm tham lam, rồi cái tâm ích kỷ, rồi cái tâm bất hiếu với cha mẹ, cái tâm mà gọi là đi đâu cũng muốn gom góp đem về nhà. Từ nơi cái tâm đó gọi là ngu si nên làm loài súc sanh này. Bây giờ thôi xả cái thân súc sanh này, là buông xuống cái tình chấp mà vì mình mà hại người đó đi, thì tức khắc nương vào bổ nguyện niệm Phật thì nhất định sẽ được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay vui vẻ hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.